Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết cho từng tuổi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần ngày hôm nay, lời nói đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều điều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn và thành công. Làm công việc gì chúng ta cũng mong rằng mình sẽ được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên và không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Bên cạnh đó, nếu như có phước phần hơn thì chúng ta mong rằng con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng điều đó đôi khi là đang xa vời với khá nhiều người. Bởi vì trên thực tế rằng là có những gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng và gánh vác rất nhiều những trọng trách trên vai. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng mà ngược lại không có được cái hạnh phúc trọn vẹn. Và chúng tôi nghĩ rằng đó cũng chính là những cái chuyện thường tình ở trong kiếp nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Và trong chuyên mục tử vi chi tiết cho từng tuổi trong tháng 6 âm lịch ngày hôm nay thì chúng tôi, những người ban biên tập chương trình kênh tử vi 247 cũng muốn chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Dần trong tháng 6 âm lịch. Trong tháng 6 âm lịch này thì cung danh sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay là không? Và trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 6 âm lịch này thì họ sẽ phải gặp những khó khăn trắc trở như thế nào? Sức khỏe, tình duyên có những chuyển biến ra sao trong tháng 6 âm lịch năm 2022? Và để quý vị có thể nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy theo dõi nội dung chi tiết ngày hôm nay. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Dần trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Dần tháng này tương đối tốt, mọi sự đều hanh thông. Chủ về tăng tiến trong công việc, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao và nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ nên ngần ngại mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi chuyển, tháng này cũng thích hợp cho những người có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của các tinh, đương số có quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 6 năm 2022, về phương diện tài lộc của những người tuổi Dần có nhiều khởi sắc, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh buôn bán tăng nguồn thu phụ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới các vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần hết sức lưu ý, vận trình có khúc quanh co, có thời điểm vận khí xấu tác động không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn bởi vì rủi ro vẫn rất cao. Phù hợp nhất là lựa chọn những hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam ắt có tiền chảy vào túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của những người tuổi Dần trong tháng này khá tốt, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Có ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc dễ chữa khỏi. Có điều cần phải lưu ý tác động của tử phù hung tinh khiến bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo. Nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp.
Tử vi tuổi Dần tháng này báo cáo có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Đường số nên cẩn thận khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã chấn thương. Đi xa cẩn thận đường sông nước kẻo gặp họa đuối nước. Nữ mạng đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát. Các quý vị gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này các tinh báo tin gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người, thêm của, thêm con cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Tử vi tuổi Dần còn cho thấy nam nữ độc thân vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen với nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới hôn nhân, yêu đương, hẹn hò lãng mạn. Tử vi tuổi Dần trong tháng 6 âm lịch năm 2022, tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Tháng này bản mệnh không có quá nhiều may mắn, công việc của bản thân gặp một số vấn đề rắc rối biến động, thời tiết thay đổi khiến sức khỏe của gia chủ ảnh hưởng đáng kể. Các căn bệnh tuổi già được dịp tái phát, thời gian này bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời, người thân của mình. Mâu thuẫn xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận, cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Bước sang tháng 6 năm 2022, người tuổi Dần sinh năm 1962 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách hợp lý với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, đi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức, gây tổn hại đến sức khỏe. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Người tuổi Dần sinh năm 1974 được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được những phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong năm nay. Tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định và có thể tính chuyện lâu dài. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Sự nghiệp của những người tuổi Dần sinh năm 1986 tổng thể phát triển ổn định. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của bất kỳ ai. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của những người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Con đường học tập sự nghiệp của những người sinh năm 1998 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn cố gắng tập trung. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở, nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết được thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh chú ý sinh hoạt khoa học, không nên nghĩ rằng vì mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần.
tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Dần trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cắt lành trong tháng khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu đó là quý vị nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Dần trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Dần trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Dần. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.